Xin chào các bạn đến với Phương's Kitchen ẩm thực Hàn Quốc và các món bánh. Hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho các bạn làm một món hoành thánh Hàn Quốc, hay là còn gọi là màn thầu, hoặc là tiếng Hàn Quốc gọi là mandu, với hai loại nhân. Và Phương cũng giới thiệu cho các bạn cái cách mình tạo hình bánh sao cho ngon và đẹp mắt nhất. Cái món này là món mà gia đình thường hay sum họp lại với nhau. Người thì làm nhân, người thì cán bột, người thì tạo hình bánh. Rất là vui nhộn, thích hợp dành cho cuối tuần. Các thành viên trong gia đình cùng ngồi lại với nhau và làm. Phần vỏ bánh thì thực ra là rất đơn giản. Mình chỉ cần có bột mì đa dụng, muối và nước. Mỗi gia đình thì sẽ có một cái công thức làm khác nhau, khẩu vị từng nhà sẽ khác nhau. Hôm nay Phương chia sẻ cái cách làm của Phương. Mình thấy rằng cái công thức này là chuẩn nhất cho ra cái vỏ bánh vừa có độ mềm và cũng vừa có cái độ dai. Phương dùng ở đây là bột mì đa dụng của Hàn Quốc có độ đạm là 9%. Mình sẽ dùng ở đây là 150g. Tiếp theo Phương sẽ dùng 30g tinh bột khoai tây, 20g bột tàn mì, tiếng Anh gọi là wheat starch, tiếng Đức gọi là Weizenkluten hoặc là Weizenstärke, nửa muỗng cà phê muối là khoảng chừng 3g, một muỗng cà phê dầu ăn là khoảng chừng 5g, 110g nước nhiệt độ phòng, các bạn có thể dùng nước mát cũng được hoặc là nước lạnh lạnh, mình không dùng nước ấm nha. Tại vì dùng nước ấm á, thì nó sẽ làm cho cái bột sợi gluten của mình nó bị chai cứng lại và các bạn sẽ rất là khó nhồi và dính tay. Tùy độ hút nước của bột, có bột cũ, bột mới, bột của Đức thì Phương cảm nhận là cần thêm khoảng chừng 10ml nước, không hơn nha các bạn. Mình sẽ dùng những cái ngón tay, 5 đầu ngón tay và mình nhồi bột lại thành khối, các bạn đừng có xè 5 cái ngón tay ra mình bóp thì nó sẽ dính tè le luôn. Mình dùng cái động tác giống như Phương làm nè. Sau khi bột nó thành khối thì mình sẽ dùng cái động tác, có nghĩa là mình sẽ ấn từ ngoài vào trong và mình dùng cái lòng bàn tay, gọi là động tác kỹ thuật đấm bột của các bạn. Bây giờ khối bột của mình đã khá là dẻo. Bây giờ Phương sẽ để bột nghỉ khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ và mình sẽ đi làm cái phần nhân. Các bạn nhớ đậy lại để cho bột không bị khô. Hôm nay Phương sẽ làm hai loại nhân, nhân kim chi và nhân thịt với các loại rau củ và hẹ. Phần nhân kim chi thì nguyên liệu rất là dễ nhớ, mình sẽ dùng là 200g kim chi, mình sắc hạt lựu. Kim chi này là cái loại mà nó hơi cũ chút xíu, có nghĩa là nó có vị hơi chua chua. Các bạn có thể rửa sạch bớt cái phần bột ớt nếu mà các bạn không thích cái vị cay nhiều quá ở trong cái phần nhân. Thịt thì mình cũng sẽ sử dụng là 200g. Tàu hũ thì Phương cũng sẽ sử dụng 200g. 2 cọng hành lá, 1 muỗng cà phê tỏi băm và nửa củ hành tây. Tàu hũ này mình sẽ vắt bỏ đi cái phần nước, mình chỉ lấy cái phần xác tàu hũ thôi, cũng không có cần phải quá khô đâu nha các bạn. Phương sẽ nêm vào đây là nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê hạt nêm từ thịt. Phương dùng cái loại của Việt Nam, bạn nào mà có cái hiệu của Hàn Quốc thì các bạn cứ dùng của Hàn Quốc. 2 muỗng cà phê dầu mè quan trọng trong cái phần nhân của người Hàn Quốc. Nửa muỗng cà phê tiêu. Vì trong đây có kim chi có vị chua cho nên mình sẽ dằn xuống bằng 1 muỗng cà phê đường. 1 muỗng cà phê nước tương Hàn Quốc. Đây là cái nguyên liệu mà bắt buộc cần phải có trong phần nhân, mỗi nhà thì sẽ dùng khác nhau. Riêng Phương thì mình hay cho vào đây nữa là 50g củ cải ngâm nước tương, mình bằm cho thật là nhuyễn. 50g miến Hàn Quốc, mình sẽ luộc trong nước sôi khoảng chừng 5 phút. Khi nào mà bạn thấy cái tay mình bấm thấy nó đứt cái sợi miến á, thì mình có thể xả nước và không rửa lại bằng nước lạnh. Mà mình cho thẳng vào đây là 1 muỗng canh nước tương để mình ướp. Sau đó mình sẽ bằm nhuyễn ra và cho vào phần nhân luôn thì nó sẽ ngon. Có gia đình họ không có dùng miến Hàn Quốc vào trong cái phần nhân này, có gia đình thì cho. Sau khi trộn đều thì mình sẽ kiểm tra cái độ sệt của nó, cái phần nhân không có được quá khô. Các bạn thấy như vậy là quá khô nè, thì mình sẽ cho vào đây thêm nữa là 1 muỗng canh nước kim chi. Phần nhân này nó sẽ không có cái độ khô như là mình làm chả giò Việt Nam hay là mình làm bánh bao đâu nha các bạn. Nó phải có một cái độ ướt ướt thì mới ngon. Nếu không làm nhân kim chi, các bạn có thể làm nhân rau củ gồm có là nấm đông cô, mình cũng sẽ
ngâm nở sát hạt lựu, mình xào sơ cho nó thấm gia vị. 50g hẹ, 100g giá. Giá mình phải trụng qua nước sôi, sau đó mình vắt bỏ nước. Mình cũng xắt nhuyễn cho vào đây. Công thức chi tiết từng nguyên liệu Phương sẽ ghi ở trong blog nấu ăn nhà mình phuongskitchen.com. Các bạn có thể nhấn vào xem nha. Trong lúc làm phần nhân thì cái phần bột vỏ bánh mình đã ủ ở đây là được 1 tiếng đồng hồ. Các bạn có thời gian thì ủ, còn không thì khoảng chừng nửa tiếng cũng là được. Công thức bột này sẽ làm đủ cho một phần nhân 16 cái bánh mandu. Còn nếu mà các bạn làm hai loại nhân cùng một lúc thì mình phải gấp đôi cái phân lượng làm vỏ bánh này lên nha. Khối bột này có trọng lượng là 310g. Mình sẽ chia làm 16 phần bằng nhau, mỗi phần sẽ là 18g. Từng miếng bột nhỏ này mình cũng sẽ vê lại tròn thành một cái viên. Sau đó mình cán bột dài ra, khoảng chừng đường kính là 10cm đến 12cm. Đây là cái cách tạo hình bánh đơn giản nhất. Các bạn cứ cho một muỗng canh nhân vào đây. Nhân mình nên dùng nhiều càng tốt, nhiều nhất có thể. Khi mà mình làm mandu thì cái phần khó của nó là làm sao cho nhân nhiều nhưng mà không có bị lòi ra ngoài. Bạn nào mà mới tập tành làm món này thì thường mắc cái lỗi là nhân quá ít và cái phần bột thì quá dày. Đây là cái cách tạo hình thứ hai. Mình sẽ cũng làm như cái động tác như là ban nãy, mình sẽ xếp đôi nó lại. Sau đó mình sẽ quấn tròn lại hai cái mí, mình sẽ đắp lại cho nó dính vào nhau. Đây là cái hình dáng bánh mà thường cho vào các món canh. Canh hoành thánh của Hàn Quốc thì họ sẽ dùng cái loại này. Cái loại này thì mình thường không làm để chiên đâu nha. Mời các bạn tham khảo tiếp các cách tạo hình bánh. Mình rất là khó giải thích bằng lời, các bạn cứ xem video và làm theo. Hoặc là các bạn có thể kiếm thêm các video trên mạng. Cũng có rất là nhiều video hướng dẫn cách tạo hình rất là đẹp. Cái phần vỏ bánh này thật ra là người Hàn Quốc làm đơn giản lắm. Họ chỉ làm bột mì đa dụng, nước và muối. Khi mà mình hồi xưa ăn của mẹ chồng mình hay làm á, thì bà cũng chỉ làm như vậy thôi. Mình hỏi thì thật ra bà không có công thức gì hết. Người lớn tuổi thì họ chỉ làm nhắm chừng, cứ pha nước vào và cho bột vào mà cứ đo bằng mắt thôi. Còn ở trên mạng, YouTuber người Hàn Quốc cũng chia sẻ rất là tơ lơ mơ lắm. Mình cũng không có tìm ra được cái video hoặc công thức nào mà hay nhất. Nhưng mà do Phương cũng có kiến thức chút xíu về các loại bột và mình cũng thường hay tự làm hủ tiếu, bánh phở, mì, cho nên là mình cũng hiểu được tính chất của các loại bột và mình thử nghiệm. Mình thấy rằng đây là công thức làm vỏ bánh ngon nhất, ngon như là ở ngoài tiệm, ngoài nhà hàng. Khi mà các bạn ăn ở Hàn Quốc á, thì cái vị bánh nó sẽ khác cái vị ở nhà. Họ có những cái bí quyết mà họ sẽ không có chia sẻ ở trên mạng đâu. Các bạn làm theo công thức này và cho Phương cảm nhận xem sao nha. Phần vỏ bánh này các bạn nếu mà được thì mình nên cán sao cho thật là mỏng nhất có thể. Bánh ngon khi mà mình cho cái phần nhân thật là nhiều, nhưng mà vẫn cố gắng làm sao cho sau khi hấp nó không có bị bể bung ra. Và cái phần mí bánh mình không có nên làm quá dày, vì cái phần mí bánh thì nó sẽ rất là dai và chai sau khi hấp. Khoảng thời gian mà Phương còn ở Hàn Quốc, Phương thấy mẹ chồng mình làm, mỗi lần làm là rất là nhiều, mấy cái lô thịt luôn, coi như là dành nguyên một ngày để làm mandu. Và sau đó thì để tủ đông đá và khi nào muốn ăn thì lấy ra ăn. Phương thì thường không có làm nhiều, mình chỉ làm đủ ăn trong vòng một ngày, hai ngày. Hoặc là mình có thể làm để dành dư ra chút xíu để mình cho vào mì gói, hoặc là khi mà mình cần ăn lẩu. Thật ra là Phương không biết các bạn sao chứ lần đầu tiên mà Phương ăn cái bánh này của người Hàn Quốc mình không có hợp khẩu vị cho lắm. Tại vì trong đầu mình thì cứ hay nghĩ đến cái kiểu mà hoành thánh, kiểu Việt Nam. Và cái vị này thì nó hoàn toàn khác. Nhưng mà bây giờ thì Phương quen thì Phương ăn thấy rất là ngon. Cái phần nhân này nó rất là juicy, nó rất là nhiều nước thịt và nước rau củ nó tiết ra. Chứ mà các bạn làm sao mà khi mà mình ăn vào cái phần nhân nó cứng ngắc thành một cục thịt á, quêu là thất bại nha. Bây giờ mình sẽ mang đi hấp. Mỗi phần hấp như vậy thì mình sẽ hấp khoảng chừng 12 đến 13 phút là chín. Mình chỉ mở số 7 trên 9. Mình đừng có để số quá lớn thì cái phần bột này nó sẽ chín và nó phồng lên và nó bị rách.
Đây là còn chút xíu nhân mình không có bỏ, mình trữ lại tủ lạnh, ngày mai mình sẽ chiên với cơm. Còn về phần nước sốt, Phương chỉ chia sẻ sơ, tại vì mình cũng đã có chia sẻ trong rất là nhiều món ăn rồi. Trong đây là Phương sẽ dùng nước tương, dầu mè, tỏi xay, hành lá, cái nước đường mà mình ngâm từ củ cải. Còn nếu các bạn không có cái nước đường đó thì mình sử dụng nước đường siro bắp, bột ớt. Mình sẽ trộn lên và cho chút xíu giấm, có cái vị hơi chua chua nhẹ nhẹ. Hoặc là các bạn cứ pha tùy theo khẩu vị gia đình, miễn là cái vị nó là chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Vậy là xong. Phương rất là ưng ý với lại cái công thức làm vỏ bánh và cái phần nhân. Bạn nào mà có thử nghiệm cho Phương xin hồi âm nha. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Mm-hmm.